Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ông Igor Kimakovsky, cố vấn nước Cộng hòa Donetsk tự xưng DPR cho biết, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát hỏa lực đối với ngôi làng Pervomaiskoe gần Avdiivka. Cũng theo vị cố vấn, phía Ukraine đang cố gắng phòng thủ với sự hỗ trợ của máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố chiến thắng quan trọng mới trên mặt trận miền Đông. Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát làng Nevelskoye ở tỉnh Donetsk, đồng thời chiếm giữ các vị trí thuận lợi hơn trên chiến tuyến. Lực lượng Ukraine đã rút chạy nhưng một số bị Nga bắt giữ. Ông Kimakovsky cho biết Ukraine không sơ tán các binh sĩ bị thương ra khỏi Nevelskoye. Ngoài ra, tại các khu vực làng Novo-Mikailovska vùng Donetsk và Ben-Gorovska vùng Lugang, quân đội Nga đã đẩy lùi các toán quân cùng trang thiết bị của Lữ đoàn Không kích 78 và Lữ đoàn Cơ động số 81 của lực lượng vũ trang Ukraine. Hệ quả, phía Ukraine đã thiệt hại 350 binh sĩ, 2 xe tăng, 4 phương tiện cùng các hệ thống pháo tự hành Gvovdika. Song Kiev cũng đã kịp rút trước một số hệ thống khí tài hạng nặng do phương Tây sản xuất ra khỏi Nevelskoye. Ông Kimakovsky cho hay một số lượng lớn trang bị khí tài của đối phương do nước ngoài cung cấp chưa bị phá hủy. Điều này là do sau khi mất chiếc xe tăng Abram thứ tư gần Krasnogorsk và Nevelskoye, lực lượng Ukraine đã kéo thiết bị về phía Krasnomei. Hiện tất cả các khí tài chủ lực của phương Tây trong trang bị của Lữ đoàn 47 Ukraine có lẽ đều được đặt tại khu vực này. Trang tin Top World của Nga cho biết, sau khi giành quyền kiểm soát Nevelskoye, quân đội Nga đã giành lợi thế lớn trước đối phương về khả năng kiểm soát các cao điểm trong khu vực. Về việc lực lượng Ukraine đang tìm cách phòng thủ bằng FPV, Top World nhận định FPV là vũ khí nổi bật với độ chính xác cao, tuy nhiên chúng vẫn khó có thể chống đỡ được trước các đợt tấn công của pháo binh và lực lượng không quân Nga. Cùng ngày 14 tháng 3, trang tin New.ru của Nga dẫn thông tin từ kênh Telegram chiến sự Geroman cho biết, với việc Nga giành quyền kiểm soát Nevelskoye, khoảng 3.000 binh sĩ Ukraine đang làm nhiệm vụ phòng thủ Pervomaiskoe sẽ rơi vào thế bị bao vây trong gọng kìm dọc theo tuyến Nevelskoye, Pesky, Vodianoi. Nga được cho là chiếm ưu thế trong lĩnh vực tác chiến điện tử trong cuộc xung đột ở Ukraine khi thường sử dụng những hệ thống này để vô hiệu hóa UAV, bom và tên lửa của đối phương. Một báo cáo được Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh RUSI công bố cho thấy đa số UAV của Ukraine bị các hệ thống tác chiến điện tử của Nga phá hủy. Một phần trong các tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc hồi tháng 4 năm ngoái tiết lộ, Mỹ lo ngại các hệ thống gây nhiễu của Nga đang làm giảm độ chính xác của các vũ khí do Washington sản xuất được cung cấp cho Kiev. Một báo cáo khác của RUSI công bố vào tháng 5 năm 2023 ước tính, cứ 10 km thì Nga có một hệ thống tác chiến điện tử dọc tiền tuyến. Ngoài ra, những tiến bộ trong tác chiến điện tử đồng nghĩa với việc Ukraine cần các vũ khí mới để thay thế các tên lửa của Mỹ hoặc điều chỉnh để vượt qua hệ thống của Nga. Báo cáo này cũng khẳng định Nga đang phá hủy kỷ lục 333 UAV của Ukraine mỗi ngày. Cả Nga và Ukraine đều tiếp tục nỗ lực nâng cấp năng lực tác chiến điện tử. Ukraine thông báo, bên cạnh tăng cường quy mô sản xuất UAV, nước này cũng mở rộng sản xuất các hệ thống tác chiến điện tử để đối phó với UAV của Nga. Trong khi Ukraine đang sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử thời Liên Xô từ khi xung đột nổ ra, thì hiện nước Nga đã triển khai một hệ thống tác chiến điện tử trên toàn quốc và có tên là Pokrovka. Trong khi thông tin chi tiết về hệ thống này vẫn khan hiếm, thì mục tiêu chính của nó là chế áp định vị vô tuyến vệ tinh dọc dưới tuyến và ở hầu hết các khu vực của Ukraine, đồng thời thay thế trường định vị vô tuyến vệ tinh. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 14 tháng 3 thừa nhận Ukraine đã sử dụng tên lửa do NATO cung cấp để tấn công tàu chiến Nga ở Biển Đen. Hạm đội Biển Đen của Nga chịu nhiều tổn thất sau các cuộc tấn công của Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra. Đáng chú ý nhất là vụ việc tuần dương hạm Moscow, soái hạm của hạm đội Biển Đen, bị chìm vào ngày 14 tháng 4 năm 2022. Một số cuộc tấn công do Ukraine tiến hành sử dụng tên lửa hành trình không đối đất. Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng Kiev đã sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng một trong những chiến thắng lớn mà Ukraine đạt được là đẩy lùi hạm đội Biển Đen và phá hủy nhiều tàu chiến của Nga nhằm đảm bảo một hành lang rộng mở từ Odessa đến eo biển Bosphorus. Ông Stoltenberg nhấn mạnh một số tên lửa do NATO cung cấp đóng vai trò quan trọng trong việc mở hành lang này. Bình luận của Tổng thư ký NATO đưa ra trong bối cảnh Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cảnh báo căng thẳng gia tăng khi các quan chức cấp cao Mỹ nói rằng phương Tây cần phải giúp Ukraine tấn công sâu vào Crimea. Theo ông Antonov, tuyên bố này cho thấy sự liên quan trực tiếp của Mỹ vào cuộc xung đột Nga-Ukraine đã chính thức được thừa nhận. Trong khi đó, theo quan chức tình báo Ukraine, hai khu vực biên giới của Nga gồm Kursk và Belgorod hiện đã biến thành vùng giao tranh. Quan chức này cho biết các nhóm vũ trang người Nga chống lại Điện Kremlin đang tiến hành xâm nhập vào lãnh thổ Nga. Ba nhóm có trụ sở tại Ukraine tuyên bố đang thực hiện các hoạt động vũ trang ở khu vực Belgorod và Kursk, đồng thời kêu gọi người dân địa phương sơ tán vì sự an toàn của chính họ. Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, ông Andriy Yusov, người phát ngôn Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) cho hay, Kursk và Belgorod hiện là khu vực diễn ra các hoạt động chiến đấu. Đây là điều chúng tôi xác nhận. Ông Yusov nói rằng những thành viên người Nga của ba nhóm vũ trang nói trên đang bảo vệ quyền dân sự bằng cách chống lại Điện Kremlin và họ không có sự lựa chọn nào khác. Giới chức Nga cáo buộc các nhóm này nằm dưới sự chỉ huy của quân đội Ukraine và cơ quan tình báo Trung ương Mỹ. Ở diễn biến khác liên quan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 14 tháng 3 tiếp tục khẳng định an ninh của Pháp và châu Âu phụ thuộc vào cuộc xung đột tại Ukraine và nhấn mạnh không chủ trương đối đầu trực tiếp với Nga nhưng sẽ sử dụng mọi cách để Nga không giành chiến thắng. Tổng thống Macron đã đề cập Nga trong khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình TF1 và France 2 liên quan đến chiến lược hỗ trợ của Pháp dành cho Ukraine mới được hai viện quốc hội của Pháp thông qua. Mở đầu bài trả lời phỏng vấn, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đánh giá thế giới đã biến đổi sâu sắc trong vài năm trở lại đây và cuộc xung đột Nga-Ukraine đã đưa cuộc xung đột trở lại châu Âu khi chiến trường chỉ cách trụ sở Nghị viện châu Âu tại thành phố Strasbourg của Pháp chưa đến 1.500 km. Theo người đứng đầu nước Pháp, cuộc xung đột Nga-Ukraine đang ở thời điểm đặc biệt và những gì đang diễn ra tại Ukraine sẽ mang tính sống còn đối với an ninh châu Âu và nước Pháp. Tất cả lựa chọn đều có thể, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ bắt đầu một cuộc tấn công. Chúng tôi sẽ không bao giờ chủ động. Điều đơn giản hiện nay là để có hòa bình cho Ukraine thì phải không được suy yếu và cần phải sẵn sàng sử dụng mọi phương tiện để đạt mục tiêu là ngăn cản nước Nga giành chiến thắng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh, ưu điểm trước mắt của Pháp và châu Âu là viện trợ khẩn cấp đạn dược cho Ukraine. Pháp và châu Âu đang liên hệ với các đối tác trên thế giới để mua lại vũ khí và chuyển giao cho Kiev. 27 quốc gia thành viên cũng đang tăng cường phối hợp trong việc cung cấp các loại vũ khí khác nhau cho Ukraine, từ pháo binh đến hệ thống phòng không, trong đó bao gồm cả việc sản xuất trực tiếp vũ khí ngay tại Ukraine. Ngày 14 tháng 3, Ban Quản lý Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cáo buộc lực lượng Ukraine đã thả một quả bom gần các thùng chứa dầu diesel đặt tại cơ sở này. Theo đài RT của Nga, trong một video đăng tải trên mạng xã hội, ông Yuri Chernyuk, giám đốc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, đã chỉ vào một miệng hố trên mặt đất mà ông cho rằng được tạo ra bởi một thiết bị nổ thả từ máy bay không người lái của Ukraine. Nhà máy Zaporizhzhia được trang bị các máy phát điện diesel dự phòng sẽ hoạt động khi nguồn điện từ lưới điện bị cắt. Các thiết bị trong nhà máy cũng cần được cấp điện liên tục để đảm bảo vận hành an toàn, ngay cả khi các lò phản ứng hạt nhân không hoạt động. Nhưng kể từ khi xung đột nổ ra, tình trạng mất điện thường xuyên xảy ra ở địa điểm này. Ông Chernyuk giải thích, việc phá hủy những thùng chứa hoặc rò rỉ nhiên liệu không chỉ gây ra hỏa hoạn mà còn dẫn đến thất thoát đáng kể lượng dầu diesel dự trữ. Do đó, khả năng sẵn sàng ứng phó với các trường hợp khẩn cấp của nhà máy sẽ bị giảm đi rất nhiều. Một nguồn tin giấu tên cho rằng vụ đánh bom này là một phần trong chiến thuật đe dọa của Ukraine. Ông Chernyuk nhấn mạnh, các lực lượng Ukraine đã nhắm mục tiêu vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Cơ quan Giám sát Hạt nhân của Liên Hợp Quốc, luân phiên quan sát viên đóng quân ở đây. Tổ chức này nói với truyền thông Nga rằng họ đã biết về vụ việc nhưng không đưa ra bình luận gì thêm. Sau vụ việc, tình hình ở thành phố Energoda, nơi đặt nhà máy điện Zaporizhzhia đã ổn định. Phía Ukraine chưa bình luận về cáo buộc trên. Trong diễn biến liên quan, ông Vyacheslav Gladkov, thống đốc vùng biên giới Belgorod của Nga cho biết một dân thường đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực này. Ông tiết lộ thêm rằng lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 8 mục tiêu trên không gần thành phố. Thống đốc Gladkov nói và cho hay xe cứu thương đã được điều động tới hiện trường vụ việc. Lực lượng phòng không của chúng tôi đã bắn hạ 8 mục tiêu trên không trên bầu trời Belgorod và quận Belgorod. Theo thông tin ban đầu, lái xe ô tô du lịch đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Ngoài ra, 2 phụ nữ bị thương và 1 người đàn ông đang cần trợ giúp y tế khẩn cấp. Bên cạnh đó, Ukraine cũng đã mất tới 195 binh sĩ và một lượng lớn trang thiết bị khi tìm cách xâm nhập vùng Belgorod của Nga nhưng bất thành. Thông tin trên do Bộ Quốc phòng Nga đưa ra trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 3. Cụ thể, nhóm binh sĩ Ukraine đã vượt qua biên giới Nga và đang di chuyển về phía làng Spoda Rusino thì bị máy bay và pháo tấn công. Nga thông báo Ukraine đã mất 5 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe rà mìn UR-77 và 3 xe công binh quân sự. Theo mô tả trong bài đăng trên mạng xã hội, Nga đã sử dụng hệ thống tên lửa TOS để tấn công một nhóm binh sĩ Ukraine. Đây là hệ thống phóng đa nòng sử dụng đạn nhiệt áp được dùng để tấn công binh sĩ trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã công bố đoạn video về các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Ukraine. Trong vòng 24 giờ, tỉnh Ben-Gorovd cũng đã phải hứng chịu hơn 300 vụ pháo kích của Ukraine, ảnh hưởng đến thành phố Ben-Gorovd và 16 khu vực. Đây là mức kỷ lục mới, vượt đáng kể số vụ tấn công trung bình hàng ngày trước đây là nhằm vào từ 3 đến 7 khu vực.